Motorcycle TV xin kính chào các bạn. Video clip của mình ngày hôm nay mình sẽ nói về cái bộ chế hỏa khí hay còn gọi là cái bình xăng con của Exciter 135 phiên bản đời 2010, 2009, xe có cảm biến TB, ha, và IC đánh lửa kỹ thuật số. Thì mình sẽ nói qua cái vấn đề này và tất cả những cái kiến thức mình nói trong clip này đều từ trong giáo trình của tài liệu tập huấn và huấn luyện của Yamaha Việt Nam. Cho nên các bạn nào cảm thấy là những cái dữ liệu mình đưa ra hay thông tin mình đưa ra không đúng hoặc là không phù hợp với các bạn, ok, các bạn có thể nét qua video này. Tại vì mình căn cứ theo tài liệu đúng chính thống của Yamaha Việt Nam. Một lát nữa mình sẽ quay cái tài liệu đó cho các bạn coi ha. Rồi, trong video clip này mình cũng xin nói luôn là hiện tại những cái tài liệu mình vẫn có phát hành. Thì nếu anh em có cần cái tài liệu nào, cứ coi cái phần title chú thích bên dưới. Thì mình có ghi cái số điện thoại, hoặc là trên bảng mình có ghi cái số điện thoại đó là 0909436289. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp số điện thoại đó để nhận cái tài liệu từ mình phát hành, gồm tập 1, tập 2 và tập 3 tổng hợp, do mình biên soạn, mình tổng hợp lại kiến thức. Rồi ngoài ra thì trong cuối tháng này mình cũng sẽ phát hành luôn cái tài liệu về thắng ABS, khóa thông minh Smart Key, hệ thống dừng tạm thời Island Stop và cái đề từ ACG, hệ thống đề từ trên xe gắn máy. Thì mình sẽ ra một cái tài liệu tổng hợp phần 2 là về cái nâng cao hơn. Và ngoài ra luôn trong tháng 4 này luôn mình sẽ có công bố luôn 4 cái giáo trình luôn để giúp anh em. Tại vì phản hồi đợt 1 sau khi mình phát hành cái tài liệu ra thì mình thấy rất là nhiều anh em cần cái tài liệu. Và thậm chí trước đây mình cứ nghĩ là ở Việt Nam anh em mình có thể mua được cái tài liệu đó, nhưng mà mình cũng không ngờ là cái tài liệu đa phần các anh em có đều là không chính thống và không có đúng rồi. Thì bây giờ mình cũng sẽ phát hành luôn là tài liệu về Honda do Honda Việt Nam ha. Tài liệu Honda mình sẽ in cái bản gốc ra, từ cái bản gốc mình in ra có thông tin đầy đủ một số dòng xe Honda tại Việt Nam, và anh em căn cứ theo đó anh em có thể làm những xe Honda. Và mình phát hành luôn tài liệu của Yamaha Việt Nam luôn. Mình sẽ lấy thông tin từ trường dạy nghề của Yamaha, trung tâm dạy nghề Yamaha, các trung tâm, mình tổng hợp cái tài liệu đó và tài liệu của mình nữa, từ tài liệu tiếng Anh luôn, và mình dịch sang tiếng Việt, mình sẽ cung cấp ra cho anh em. Và ngoài ra thì cũng có tài liệu của Piaggio Vespa, và mình sắp tới mình sẽ làm luôn cái clip về Piaggio Vespa cho những cái bạn thợ đang sửa xe Piaggio Vespa luôn, mình cũng sẽ hỗ trợ anh em luôn ha. Rồi, đó là một số cái điều lưu ý trong video clip này. Còn những bạn nào xin phép bắt đầu từ hôm nay, những cái comment nào mà các bạn nào cảm thấy không thích thì các bạn có thể không tham gia vào cái chuỗi hướng dẫn của mình hay là kênh của mình. Anh em có thể coi một cái kênh khác. Còn nếu các bạn ủng hộ thì các bạn cứ đồng hành cùng Motorcycle TV. Còn những cái bình luận nào mà trái chiều mà gây đả kích này nọ thì ok, cho mình xin phép mình xóa, thì mình sẽ không quan tâm cái đó nữa. Mình chỉ cung cấp cái kiến thức, cái tư liệu mình có được cho những anh em thực sự cần nó ha. Rồi, video clip ngày hôm nay cũng khá là hấp dẫn, đó là mình nói về cái bình xăng con của Yamaha Exciter 135 phiên bản 2009, 2010 có cảm biến TB. Cảm biến TB là cái cục màu đen này nha. Cảm biến TB. Rồi, đó, cái thước. Ok. Rồi, ở trên bảng các bạn đang thấy, mình có cái Facebook cá nhân tên này ha, Lucio Nguyễn. Anh em nào có cái gì quan tâm mà cần hỗ trợ đó thì có thể nhắn tin cho mình. Xin phép là mình không có nghe những cái cuộc gọi Messenger nha. Tại vì thời gian của mình rất là bận, cho nên mình không có thời gian để nghe điện thoại trực tiếp của anh em đâu. Cho nên anh em cần gì anh em cứ nhắn tin, lúc nào mình có thời gian rảnh mình sẽ nhắn tin lại cho các bạn. Rồi, cái chế hỏa khí của cái Exciter 135 này nè, có cảm biến TB á, người ta còn hay gọi nó là cái loại chế hỏa khí SU. Là hỏa khí này, viết tắt tiếng Anh của nó là Skinner Union, có nghĩa là một cái loại hỏa khí mà được điều khiển bởi cái hành động đóng mở cái van cao su bằng cái hoạt động áp suất á. Có nghĩa là kể cả trên những cái xe mô tô phân khối lớn như vậy nè anh em, thì cái loại chế hỏa khí mà nó được khi chúng ta điều khiển thì chúng ta chỉ điều khiển được cái bướm ga thôi. Còn hoạt động đóng mở của cái piston ga nó sẽ dựa vào cái việc đóng mở của cái màn cao su. Thì cái chế hỏa khí đó mang tên là SU, hay gọi là Skinner Union ha. Thì trên xe Yamaha nó có ở xe Exciter 135 và xe Novo LX
hai cái loại xe này Yamaha nó có cái chế hòa khí này. Thì trên chế hòa khí này các bạn lưu ý giùm mình, nó có là thứ nhất là ngoại trừ nó là cái loại chế hòa khí này thì nó còn có một cái van gọi là van cắt gió. Cái thứ hai là cái e điện, cái thứ hai là cái e điện là ở đây. Cái thứ ba là cảm biến TB hay còn gọi là TB sensor hay TBS. Thứ tư là bơm gia tốc. Thì cái bơm gia tốc nó nằm ở cái exciter đời đầu. Nó có một cái hệ thống lưỡi gà bơm gia tốc, nhưng mà rất tiếc là ở đây mình không có cái bình xăng còn đó. Mình không thể nào nói tới cái bơm gia tốc với các bạn được ha. Cho nên tạm thời mình bỏ qua cái này một bên. Và có dịp mình sẽ nói đến cái bơm gia tốc này. Để hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái bình xăng con Exciter 135 á, mình cũng sẽ nói luôn, trong thời gian sắp tới mình sẽ có một cái chuỗi mình hướng dẫn anh em cái việc là vệ sinh cũng như cái việc kiểm tra cái việc hao xăng hư hỏng của bình xăng con. Tại vì mình thấy dạo này trên mạng hay có mấy cái người gọi là trị hao xăng này nọ đó, tiết kiệm xăng này nọ đó, thì thực ra cái đó anh em nên cân nhắc nha. Tại vì mình thấy nhiều phản hồi lắm, cái đó giống như tiền mất tật mang vậy đó. Mua xong đã, công nghệ xong đã, làm cũng không có hiệu quả gì đâu nha. Rồi cân nhắc cái đó đi, rồi mình sẽ có clip trả lời về cái việc đó. Rồi về nguyên lý hoạt động của cái bình xăng con này, thì khi chúng ta tăng giảm tay ga chính là chúng ta điều khiển cái việc đóng mở bướm ga này, đóng mở cái đồng tiền ha, đóng mở bướm ga. Nhưng khi chúng ta đóng mở bướm ga này không đồng nghĩa với việc là cái bít tông ga nó sẽ được điều khiển bằng tay ha. Chúng ta không thể nào can thiệp điều khiển cái bít tông ga này lên xuống bằng tay được hết. Rồi về nguyên lý hoạt động thì cái e điện, đầu tiên mình sẽ nói về cái e điện. E điện là một cái thiết bị giúp cho xe dễ khởi động khi máy nguội ha. Khi động cơ ở dưới cái giải nhiệt độ 40 độ C, ở trời lạnh, ở trời nguội, chúng ta muốn khởi động thì do là khi ở nhiệt độ thấp á, thì cái mật độ oxy bên trong không khí nó sẽ loãng. Nhiệt độ càng thấp thì oxy càng loãng, có nghĩa là cái việc đốt cháy nó xảy ra sẽ yếu. Thì người ta mới làm ra cái e điện này. E điện mục đích là gì? E điện là một cái con biến trở, nó sẽ cảm nhận nhiệt độ, nó sẽ cảm nhận cái nhiệt độ là dựa vào cái cảm biến nhiệt độ được gắn trên động cơ Exciter 135. Khi nó biết được bên trong động cơ nhiệt độ thấp hơn 40 độ C, chúng ta mở khóa lên, thì cái con e điện này nó luôn luôn nha, nó chưa hoạt động, nó luôn luôn ở vị trí mở, ở vị trí mở để thông cái đường gió phụ. Có nghĩa là cái đường gió phụ là cái đường, cái lỗ nhỏ này nè các bạn. Khi chúng ta đóng hoàn toàn bướm ga, có nghĩa là chúng ta không lên ga, chúng ta bấm đề, thì cái đường gió nó sẽ không bao giờ đi được theo đường này, mà gió nó sẽ được hút qua theo cái đường nhỏ này và đi thông qua cái e điện, đi đến con vít chỉnh gió này và đi ra cái lỗ này ở cái họng ga phía bên này. Có nghĩa là không hoàn toàn, gió không có lọt qua theo vị trí bướm ga nha anh em. Đó, thì nó đi theo đường gió phụ và nó có cái gít lờ phụ để nó hút xăng theo cái việc là áp suất chân không, nó sẽ hút xăng đưa vào bùn đốt để xe nổ được guarantee. Sau khi động cơ đã nổ được guarantee, động cơ nổ được guarantee có nghĩa là động cơ sẽ sinh nhiệt ha, có ma sát sinh nhiệt và có sự đốt cháy sinh nhiệt, động cơ sẽ tăng nhiệt độ lên. Khi nhiệt độ bước qua ngưỡng 40 độ C thì con IC điều khiển, con IC trên xe Exciter 135 nó là hệ thống IC CDI đánh lửa kỹ thuật số. Thì nó hiểu được là động cơ đang ở trên 40 độ, nó sẽ bắt đầu cấp điện cho e điện. Và trong e điện này nó là một cái sáp nung hoạt động theo cái việc là biến đổi từ điện năng thành nhiệt năng. Nó sẽ được nung nóng lên và nó sẽ đẩy cái giống như là cái kim xăng vậy đó. Nó có một cái kim, nó đẩy cái kim đó bích lại hoàn toàn cái đường gió phụ, để cho cái xe mình sau khi đã nổ được trên 40 độ C rồi, nó bích hoàn toàn cái đường gió phụ này, làm cho cái đường gió phụ không đi qua và xe sẽ nổ guarantee dựa vào cái hoạt động của cái van cắt gió nha. Có nghĩa là sau khi xe đã khởi động và nhiệt độ đã nóng, xe hoạt động tốt và chúng ta có điều khiển ở trên bướm ga này, thì cái đường e điện này sẽ được đóng lại, nó sẽ không đi qua đường e điện nữa nha. Rồi, nhiệm vụ của van cắt gió bắt đầu sau e điện sẽ là nhiệm vụ của van cắt gió. Van cắt gió là một cái van, mình hiểu cắt gió có nghĩa là nó cắt gió ha, là nó không có cho gió đi vào bồn đốt. Thì cái van này mục đích của nó sản xuất ra để làm cái gì? Thứ nhất là chống cái việc nổ lụp bụp khi chúng ta đang chạy ở ga lớn, chúng ta hạ ga đột ngột, chống cái việc nổ lụp bụp. Thứ hai, nó giữ cái lưu lượng không khí đi qua đây để cho xe nổ guarantee ha. Thì thật ra trong cái đường gió phụ này vẫn có một cái đường phụ để thông qua, thì cái dịp mình làm về bình xăng mình sẽ có những video clip nói về cái điều đó. Rồi, cái van cắt gió này nhiệm vụ đầu tiên của nó là chống xe bị nổ lụp bụp, bị hụp khi chúng ta đang chạy vận tốc lớn và hạ ga đột ngột, là
do nhờ cái van cắt gió này. Lý do sao? Khi chúng ta đang lên ga lớn, áp suất đang đi vào rất là lớn, chúng ta đột ngột chúng ta đóng bướm ga lại, có nghĩa là cản hoàn toàn cái áp suất ở trên cái họng ga này. Vậy thì cái áp lực áp suất đó nó sẽ được hút tác động đâu? Tác động chịu phần lớn là trên đây. Mà nếu chịu lên này thì dẫn tới tình trạng là cái xe nó sẽ bị hiện tượng là nổ lụp bụp do nó dư xăng. Do nó dư xăng, lý do rút cái này lên, rút cái kim xăng lên mà lại không cho gió vô, có nghĩa là xăng nó tràn lên mà không có gió, thì buộc lòng người ta phải sản xuất ra cái van cắt gió này để chống cái việc nổ lụp bụp khi chúng ta giảm ga đột ngột ha. Là cái món thứ hai trên này, thì cái đó mình cũng sẽ nét qua, lần sau mình sẽ nói về cái đó. Cái thứ ba trên cái bình xăng này chính là cái con TB. TB là cái vấn đề chính mà ngày hôm nay mình muốn nói đến các bạn. Trong cái video clip động cơ quay lên đầu lòng exciter mà sắp tới mình sẽ tiếp tục, mình có nói với các bạn là mình sẽ dựa vào cái cảm biến TB này để mình mở lửa cho cái xe exciter 135. Nó có khả năng chạy hết tua, hết công suất của nó dựa vào cái hoạt động của con TB này. Đó. Thì một điều các bạn sẽ nghĩ nó là vô lý. Vô lý là tại sao? TB gắn trên bình xăng, các bạn đang nghĩ là điều khiển vị trí bướm ga và nó sẽ liên quan tới xăng. Mình thấy đa phần 10 người thợ thì hết 9 người đều là nghĩ như vậy. Nhưng thực ra cái suy nghĩ của các bạn đang bị sai khi bạn không có cái kiến thức cơ bản nền tảng. Thật ra TB ở trên bình xăng Exciter 135 nó là con cảm biến vị trí bướm ga điều khiển đánh lửa, không phải điều khiển liên quan đến xăng nha các bạn. Có nghĩa là sao? Con IC điều khiển trung tâm của Exciter 135 nó hoạt động theo nguyên lý đánh lửa kỹ thuật số. Nó sẽ hiểu được tới, theo mình biết được là khoảng 4 chế độ. Chế độ thứ nhất khi chúng ta đóng ga hoàn toàn, có nghĩa là gọi là chế độ mở nổ bằng guarantee. Chế độ thứ hai là bích tông ga này sẽ nổ được từ 1/4 cho tới 1/8 cái độ rộng của cái lỗ hút gió này. Và chế độ thứ ba là sẽ mở ở trong khoảng 1/4 cho tới 1/2 cái bích tông ga này. Và chế độ thứ tư là chế độ tối đa, là cái bích tông ga này được mở hoàn toàn và gió sẽ đi thẳng vô buồng đốt qua cái họng ga này luôn. Thì cái con cảm biến TB này nó sẽ giúp cho IC điều khiển trung tâm hiểu được là bướm ga đang ở vị trí nào và lưu lượng xăng, lưu lượng gió đang đi vô động cơ là nhiều hay là ít, để có một cái chế độ đánh lửa phù hợp. Nếu như chúng ta lắp sai cái TB này, thứ nhất, nếu chúng ta lắp TB bị trễ, có nghĩa là sao? Khi chúng ta lên ga dày, TB vẫn chưa hoạt động hoặc là hoạt động chậm hơn cái việc chúng ta lên ga, thì cái xe chúng ta sẽ bị hiện tượng gì? Đó chính là hiện tượng dư xăng. Lý do, bướm ga đã mở rồi, đã mở rộng rồi, mà TB này mới mở hẹp à. Thì có nghĩa là IC hiểu được đang ở chế độ bướm ga hẹp, sẽ cho đánh lửa yếu. Vậy thì cái lượng xăng đưa vào sẽ đốt không hết. Và khi chúng ta làm cho cái con TB này mở quá sớm, có nghĩa là khi xe chưa lên hết ga là con TB này đã hết cái giá trị biến trở của nó rồi, điện thế, điện áp cao nhất, thì lúc đó chế độ đánh lửa nó sẽ cao, nó sẽ đốt triệt tiêu nhiên liệu bên trong buồng đốt và cái lượng xăng cung cấp không đủ cho động cơ, dẫn tới tình trạng xe bị thiếu xăng, bị róc máy ha. Nếu như xe bị róc máy lên ga, ga cuối bị róc, chính là do TB chúng ta đã mở quá sớm. Nếu như xe chúng ta lên ga nó bị hụp ga đầu là do con TB này chúng ta đang bị mở trễ. Vậy làm cách nào để biết TB còn sống hay chết, TB gắn đúng hay sai? Các bạn nhìn lên bảng giùm mình. Trên cảm biến TB, nếu như các bạn quan sát ở trên cái dắt dây điện mà cắm vào cái cảm biến TB, nó sẽ có 3 dây. Dây thứ nhất là dây màu vàng, chính là dây cấp tín hiệu cho IC điều khiển trung tâm. Dây thứ hai là dây màu đen sọc xanh, chính là dây mát của con IC ha. Cái mát IC nó cấp cho con TB. Thì để biết được cái TB này còn tốt hay không, chúng ta phải tháo rời cái bình xăng như vậy nè. Chúng ta tháo cái TB ra, chúng ta đo hai cái chân mà tương xứng chúng ta cắm dây vào đó, cái chân màu vàng với chân màu đen sọc xanh. Cái giá trị điện trở con TB này muốn còn tốt, nó phải từ 3,5 cho tới 6,5 kiloohm và trong điều kiện nhiệt độ là 20 độ C ha. Đó có nghĩa là các bạn làm sao tạo cho nó một cái môi trường khoảng 20 mấy độ C, các bạn đo nó được 3,5 tới 4,5, có nghĩa là điều kiện trong bóng râm, trong bóng mát đó là nó khoảng 3,5 tới 6,5 kiloohm. Rồi. Cái thứ hai, khi chúng ta vặn ga, có nghĩa là chúng ta gắn cái TB vào trong cái bình xăng. Chúng ta vặn ga thì cái TB này phải thay đổi giá trị điện áp, lúc đó chúng ta phải mở khóa nha. Chúng ta đo là khi cắm dắt cắm luôn, gắn bình xăng vào xe luôn, chúng ta sẽ chích dây điện bằng mấy cái lò xo mà lần trước mình có nói với các bạn đó, lò xo nhỏ này nè. Chúng ta sẽ chích dắt dây, chúng ta đo vẫn là đo dây vàng và dây đen sọc xanh. Hai dây này
phải có một cái giá trị điện trở thay đổi là từ 0 cho tới 5 kiloohm, và lưu ý có cộng trừ 1,5 kiloohm sai số nha. Có nghĩa nếu mà 5 này cộng trừ thêm 1,5 nó chính ra giá trị 6,5, hoặc là cộng trừ đó, có nghĩa là nó sẽ cho dao động, mà làm sao các bạn phải thay đổi được cái giá điện trị điện trở bên trong cái TV nha. Rồi, để biết cái việc mà lắp cái TV này đúng hay là sai, lắp cái TV này đúng hay là sai, thì khi chúng ta gắn cái TV này lên xe, lên bình xăng và cắm cái jack vào, chúng ta sẽ phải đo được cái lúc mà chúng ta để cái vị trí đóng cái TV á, giá trị điện của nó là 0,63V cho tới 0,73V là đúng. Còn nếu trên xe Novo LX nó phải từ 0,77 đến 0,87V là đúng nha anh em. Và bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái tài liệu nó nói cái gì. Đây là cái tài liệu kỹ thuật của Yamaha ha. Tài liệu này do Yamaha phát hành và được biên soạn dịch ra tiếng Việt. Nó nói về từ đầu tới cuối luôn. Có nghĩa là các bạn nào mà muốn quan tâm tới việc là các thông số động cơ, rồi cách kiểm tra xe và sửa xe Yamaha, thì trong cái tài liệu này nó có tổng cộng là 18 bài. Thí dụ như bài này, nó nói về nguyên lý làm việc của động cơ 2 thì và 4 thì ha, nó nói về các nguyên lý làm việc. Rồi, bài thứ tư là nói về cái hệ thống đầu xi lanh, là cách chỉnh cò, thông số chỉnh cò và chu kỳ như thế nào ha. Nó sẽ hướng dẫn các chi tiết trên đầu xi lanh, các từ kỹ thuật luôn. Rồi, kiểm tra xúc bắp, đo xúc bắp, kiểm tra buồng đốt, vân 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 vân. Nói chung là kiểm tra đầu xi lanh. Tới bài số 5 là nó nói về cái việc canh cam, chỉnh cái tăng cam và cơ cấu xích cam, chỉnh cái thì á, hút nén nổ xả rồi đó, vân vân. Đó, mình đang ví dụ rồi. Tới bài số 6 nó nói về nòng xi lanh, bích tông bạc, xét măng gì đó. Rồi nó nói mình cần chuẩn bị dụng cụ gì ha. Tài liệu này là chính đóng nha các bạn. Thì cái bài số 7 nó sẽ nói về hệ thống nhiên liệu chế hòa khí và hệ thống xả trên xe Yamaha. Ở trong bài số 7 này, nó có một cái chương nó nói về cái con TB. Nó nói về một cái con TB. Tài liệu này rất là rõ nha bạn, rất là dễ hiểu nha. Tài liệu này là dành cho thợ mới vô nghề luôn á, được đào tạo mới vô nghề luôn á. Rồi. Đây. Kiểm tra TBS Exciter, kiểm tra điện trở nè. Mà thấy không? Kiểm tra sự thay đổi của điện trở, có nghĩa là khi chúng ta lên ga và giảm ga nè. Rồi. Đây là điều chỉnh góc nghiêng của TBS khi chúng ta lắp nè, lắp TBS cho đúng nè. Các bạn thấy không? Rồi này là phần bơm gia tốc mình nói nè. Đó, thì cái này là mình dựa theo tài liệu của Yamaha nha anh em. Mình không có nói bậy nói bạ nha. Phòng đào tạo kỹ thuật của Yamaha và giáo trình này hướng dẫn về sửa. Nó cũng nói luôn về ly hợp của xe ga và xe số luôn, xe Exciter đồ hết trong này. Ha, nguyên lý hoạt động nó nói hết, không có cái gì giấu giếm hết. Xe côn tay, xe thường luôn. Rồi thậm chí là hệ thống đánh lửa CDI là gì luôn, của IC luôn ha. Hệ thống tín hiệu khởi động, chiếu sáng, sạc gì đó. Hệ thống phanh. Thật ra cái file này là cái file trên máy tính của mình, và mình in nó ra, cho nên là mình, nó là bản màu luôn kìa, nhưng mà mình in ra trắng đen thôi. Mình in ra trắng đen thôi thì mình cũng chép ra từng bài để mình đi, có mấy lần mình đi hội thảo này nọ mình mang theo đó. Hệ thống giảm sốc rồi luôn, vân vân. Hệ thống khung sườn nhiều lắm nha. Rồi, thì tất cả những gì mình nói với các bạn, mình đưa cuốn tài liệu này ra để mình chứng minh là nãy giờ mình nói là tài liệu kỹ thuật chính hãng của Yamaha, chứ mình không dám nói sai. Các bạn lưu ý giùm mình, đây là giá trị điện trở khi chúng ta đo cái con TB ha, đo TB nó sống hay chết. Đây là khi chúng ta cho TB nó thay đổi điện trở khi chúng ta vặn ga xuống ga. Đây là giá trị điện áp để biết được là TB chúng ta gắn đúng hay là sai. Có nghĩa là khi chúng ta bắt cái TB này lên, chúng ta không siết chặt, chúng ta cắm dắt vô, chúng ta đo và chúng ta điều chỉnh khi nào đúng cái thông số này, và bằng đồng hồ đo điện tử, đồng hồ VOM điện tử, đo ra được cái thông số. Đối với này là Exciter thì phải ra được 0,63 đến 0,73 là chúng ta đã lắp đúng TB nha các bạn. Giờ thì mình sẽ thao tác mình lắp lên xe và mình hướng dẫn cho các bạn. Có một cái điều lưu ý luôn, sẽ có một số bạn sẽ thắc mắc là làm sao khi xe đang chạy mà mình biết là cái việc là gắn TB này đúng hay sai, hay là do van cắt gió hay dù ga hay vân vân, hay do gích lơ là... thì mình thật ra không đoán được ha. Khi mà các bạn cảm giác là xe mình chạy bị dư xăng, bị thiếu xăng, bị có vấn đề liên quan tới hệ thống xăng, thì chúng ta cần phải tháo cái bình xăng con ra. Sau khi chúng ta kiểm tra vệ sinh sạch sẽ bình xăng con, loại trừ khả năng liên quan tới dù ga, bích tông ga, kim xăng là bộ phận chính. Sau đó tới những bộ phận phụ như là đường thông, các mép gió phụ, gích lơ phụ và vít chỉnh gió.
Rồi chúng ta sẽ đến tới cái van cắt gió này, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, thì cái việc cuối cùng chúng ta sẽ làm chính là con TB. TB này chính là cái sẽ phải kiểm tra cuối cùng và điều chỉnh cuối cùng ha. Khi mà tất cả mọi chi tiết đều hoạt động tốt hết rồi thì chúng ta mới kiểm tra tới con TB này đó. Chứ không phải là chúng ta đè TB ra làm trước đâu nha. Anh em phải đảm bảo là bình xăng này mọi thông số đều hoạt động bình thường thì lúc đó chúng ta sẽ làm TB. Tại sao? TB này không liên quan tới điều khiển xăng nha các bạn. TB này chỉ lấy tín hiệu gốc mở của bướm ga để điều khiển đánh lửa. Mặc dù nếu chúng ta gắn sai cái TB này, nó sẽ xảy ra tình trạng dư xăng và thiếu xăng. Nhưng dư xăng và thiếu xăng đó không phải là tác động trực tiếp của TB lên bình xăng, mà đó là tác động gián tiếp. Có nghĩa là TB truyền tín hiệu về IC đánh lửa kỹ thuật số CDI. IC hiểu lầm tín hiệu và dẫn đến tình trạng dư xăng hay thiếu xăng là do gốc mở này không chính xác. Thì lúc đó cái hiện tượng dư xăng nó sẽ xảy ra trong bồn đốt chứ không phải là xảy ra trên cái bình xăng con này đó. Các bạn lưu ý giùm mình điều đó thêm á, là cái thời điểm đánh lửa là sẽ do cái cảm biến CKB trong mâm lửa này quyết định. Có nghĩa là cục kích á quy định cái thời điểm đánh lửa, nhưng cái cường độ đánh lửa, gọi là cái cường độ đánh lửa, chính là do TB này quyết định. Thì đối với cái xe BGMFI á, cái cảm biến TB nó sẽ là làm nhiệm vụ là quyết định cái lưu lượng xăng phun đậm hay nhạt, lưu lượng xăng phun, cái thời gian phun này nọ đó, là con TB này nó sẽ điều khiển cái việc đó. Nhưng trên cái xe bình xăng cơ như Exciter và Novo LX đó, thì cái TB này nó điều khiển cái độ đánh lửa đậm hay nhạt. Các bạn nhớ cái cụm từ này nha, độ đánh lửa đậm hay nhạt, nhanh hay chậm, dày hay mỏng là do TB này quyết định. Mình bây giờ mình ví dụ cho bạn dễ hiểu nè, nói về từ kỹ thuật anh em mình sẽ khó hiểu lắm. Thí dụ như trong con IC CDI kỹ thuật số của Exciter, nó chia làm 4 chế độ đánh lửa. Chế độ thứ nhất nó sẽ là bụp 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 bụp, là đánh lửa chậm khi chúng ta giá trị điện trở trong TB này thấp. Có nghĩa là độ mở bướm ga TB này nhỏ thì nó sẽ đánh theo chế độ bụp 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 chậm vậy. Nhưng mà khi chúng ta tăng TB lên, ví dụ như là nó là 1 kg đi, mình giả sử nó là ban đầu nó là 0.5 đi, rồi nó lên 1 kg, nó lên 1 kg thì nó sẽ chuyển qua chế độ 2, nó sẽ là đánh là bụp 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 bụp. Nhưng mà qua cái chế độ 3, có nghĩa là lên 1.5 kg đi, mình lên 1.5 kg thì nó sẽ đánh nhanh hơn, là nó đánh bụp 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 đánh nhanh lên. Và lên chế độ 4 là 2 kg, nó sẽ đánh lửa nhanh hơn nữa, là nó quýnh liên tục luôn, nó quýnh dài luôn và dày, lửa nó sẽ dày mạnh hơn. Đó thì đó là cái quyết định đánh lửa của cái con TB này. Thì anh em mình phải lưu ý nha, TB trên cái bình xăng Exciter 135 là quyết định cái độ đánh lửa đậm hay là nhạt. Có nghĩa là thay vì phun xăng đậm hay nhạt thì đánh lửa đậm hay nhạt, có nghĩa là lửa nó dày hay mỏng, nhanh hay chậm. Rồi các bạn lưu ý nè, khi cắm cái giắc cắm của cái TBS vô trong cái cảm biến TB ha, giắc cắm trên dây sườn, dây vàng sẽ nằm dưới cùng, dây xanh sọc đen nằm ở giữa, dây xanh dương sẽ nằm ở bên bìa phải ở trên cùng. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra, trước tiên mình sẽ đo cái điện trở của nó. Điện trở thì hồi nãy như mình nói ở trên cái bảng lý thuyết á, là điện trở các bạn sẽ đo cái dây mát và dây nguồn. Dây mát chính là cái dây ở giữa, là dây xanh sọc đen á, dây đen sọc xanh á. Và cái dây dây lửa chính là cái dây màu xanh dương ha. Thì chúng ta sẽ chỉnh điện trở ở thang đo là 20.000 ohm nha. Nó sẽ cho giá trị điện trở là từ 3.5 kilo ohm cho tới 6.5 kilo ohm, là thông số trong điều kiện bình thường. Đây, giá trị điện trở của nó là 5.2 kilo ohm, các bạn thấy không? Rồi, là hoàn toàn bình thường ha, cảm biến TB còn sống bình thường. Rồi sau đó chúng ta sẽ đo được cái giá trị điện trở của cái TB lúc mà chưa có vặn ga nè. Anh em quan sát nè, thấy ha, là 1.04. Hồi nãy mình có nói là giá trị điện trở của TB nó sẽ từ 0 cho tới 5 cộng trừ 1.5 kilo ohm. Thì bây giờ cái giá trị điện trở của TB nó đang ở 0 cộng khoảng 1.5 kilo ohm, là 1.0 mấy đó. Đó, thì nằm trong cái số cho phép ha. Bây giờ mình sẽ tăng cái TB lên nè, mình sẽ vặn nó lên nè, mình sẽ thay đổi từ từ nè, anh em quan sát đồng hồ nè. Đó, các bạn sẽ thấy sự thay đổi nè. Để cắm chặt lại. Đồng hồ thay đổi không? Rồi, để không đi, vặn lên nó lên không? Vặn lên. Ok, mắc là bao nhiêu? Đó, giá trị mắc luôn rồi, các bạn thấy không? Lên rất là cao ha. Lên tới mấy ký? 4.3 ký. Rồi, lên tới 4.3 ký rồi, hạ từ từ. Đó, thì cái giá trị điện trở của nó là từ 3.5 cho tới 6.5. Thì hồi nãy mình đo cái giá trị điện trở của nó là mình thấy rõ ràng nó là 5 mấy. Nó là 5... giá trị điện trở của con TB này là 5.2 ha, hồi nãy nó tăng lên là gần 5.
đúng không, 4.8, 4.9 đó, thì có nghĩa là TP này hoạt động bình thường, có nghĩa là mình đang đo TP này sống hay chết, hoạt động có hiệu quả hay không. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái điện áp của IC cấp cho TP, và sau đó mình cũng sẽ đo luôn, mình cũng sẽ đo luôn là cái giá trị con TP này gắn đúng hay sai ha. Rồi bây giờ mình muốn biết được cái giá trị điện áp của con IC cấp cho TP, mình sẽ cắm một cái chân nhọn, một cái chân nhọn vô trong cái dây mát, và một chân nhọn mình cắm vô cái dây lửa màu xanh dương. Lưu ý hai chân này không chạm nhau nha anh em, hai chân này không chạm nhau. Đồng hồ chỉnh ở thang đo 20V xoay chiều, 20V một chiều. Rồi một chân que đo chúng ta cắm vô dương là xanh dương, chân đỏ vô xanh dương, đúng rồi, chân đen là vô mát. Mở khóa lên đó, IC cấp nguồn 5V, các bạn thấy không, cảm biến TP xài nguồn 5V, thấy rõ ràng ha, 5V một chiều. Rồi ok, mình rút ra nè. Bây giờ mình sẽ cắm cái bình xăng vô. Thì như mình nói cái cách lắp đặt TP á, tại sao thợ làm bình xăng người ta nói với mình là cái con này về đừng tháo ra, thì thật ra thợ làm bình xăng người ta cũng không tháo ra con này luôn, mà thậm chí ông nào tháo ra xong gắn xe vô chạy không được, lý do gắn sai. Như hồi nãy mình nói, nếu như gắn con TP này quá sớm thì sẽ dẫn tới tình trạng là xe bị hiện tượng khi chúng ta lên ga sẽ bị thiếu xăng, là xe mình nó sẽ bị rốc ha, nó sẽ bị nóng, nó sẽ bị rốc, là chúng ta làm cho cái con TP này mở quá sớm. Có nghĩa là TP mở quá sớm thì khi cái bướm ga này nó mở lên, ví dụ mình giả sử nó mở lên 1/2 đi, nó mở lên 1/2, cái lưu lượng xăng nó vô có 1/2 à, mà cái TP này nó đã mở hết rồi. Khi TP mở hết có nghĩa là đánh lửa hết cỡ luôn, đánh lửa mạnh hết cỡ luôn, vậy thì sẽ xảy ra tình trạng là thiếu xăng, lúc đó mình sẽ bị rốc máy ha. Còn nếu TP mở trễ là sao, khi chúng ta để cái bít tông ga này được 1/2 mà TP này nó mới có mở ra, nó vừa mới chém mở thôi à, có nghĩa là đánh lửa ở cường độ yếu nhất, cường độ yếu nhất thì dẫn tới tình trạng là lượng xăng đi vào sẽ đốt không hết, hoặc khi cái bít tông này nó mở hết rồi mà con TP này nó mới hoạt động có một nữa à, thì IC nó giá trị điện trở mày có một nữa à, tao cho mày đánh lửa một nữa, vậy thì chúng ta sẽ bị dư xăng, là xảy ra tình trạng thòng ga xuống chúng ta bị lụp bụp và xe bị đen đầu buri, rồi xe của mình chạy nó cũng bị không có ngọt, là do dư xăng ha. Thì bây giờ cái cách gắn đúng á, là chúng ta sẽ nới lỏng cái con vít ba ke này ra, chúng ta không siết chặt nha, sau đó chúng ta cắm cái jack TP vào, chúng ta cắm cái jack TP vào. Đối với cái xe Yamaha Exciter á, cái thông số nó cho phép là 0.63 cho tới 0.73. Còn đối với cái xe Novo LX á, là nó cho là 0.77 tới 0.87 ha. Đó thì nó hồi nãy mình có cho các bạn coi trên bảng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đo nè. Tắt chìa khóa. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn coi, mình gắn cái TP này đúng nè. Là nó phải từ 0.63 cho tới 0.73 thôi nha, không được hơn. 0.73 là maximum nha. Rồi bật khóa. Ok. Các bạn nhìn đồng hồ nè. Âm dương đừng quan trọng ha, tại vì mình gắn ngược chiều thôi. Rồi nó ra 0.73 nè. Có nghĩa là mình cho TP này nó mở ra lẹ hơn xíu ha, để giúp cho cái xe này nó được cái lửa mạnh, nó đốt triệt tiêu cái xăng. Còn nếu mình để 63 cũng ok, nhưng mà cái TP này nó sẽ mở chậm hơn chút, thì nó nếu mà trường hợp mà cái bình xăng này lít gít lưa nó bị mòn này nọ thì nó sẽ có hiện tượng hao xăng hơn đó. Thì mình đang làm như vậy là có nghĩa mình cho cái giá trị con TP nó lớn trước đã đó. Rồi hiện tại là mình đã chỉ các bạn, sau khi đo vậy xong mình sẽ siết cứng cái này, giữ nguyên vị trí TP và siết cứng, vậy là mình thao tác đúng. Tại sao mình nói là cái bình xăng này mình áp dụng gắn lên cái quay đầu lòng Exciter, mình sẽ nói là cho mở hết lửa, là mình sẽ giúp cho cái giá trị TP này nó sẽ mở sớm để triệt tiêu được cái xăng đốt bên trong cái động cơ. Và ngoài ra mình cũng sẽ canh làm sao khi mà cái TP này nó lên hết thì IC sẽ mở lửa, cho nên để kết hợp với lại cái quay mà gắn đầu lòng ẹt, mình sẽ sử dụng bình xăng con của Exciter 135 và con IC của ẹt 135 luôn ha. Con IC zin của ẹt 135 thì mình sẽ triệt tiêu được cái lượng nhiên liệu, cũng như là mình được mở hết được cái góc đánh lửa trên cái xe quay mà độ đầu lòng Exciter. Thì hẹn gặp các bạn ở video clip mình sẽ gắn con IC đó lên trên xe quay độ đầu lòng Exciter và cái bình xăng này luôn, để các bạn hiểu được cái việc là mình mở hết lửa là chỗ nào, và mình sẽ có đo một số thông số cho anh em mình biết luôn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi cái video clip của mình ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng Motorcycle TV. Và nếu các bạn thấy cái video này có ý nghĩa thì các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình, cũng như là nhấn nút thông báo để nhận được cái video sớm nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp ở video tiếp theo.